kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kinh tế Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những thành tựu gì? Điểm sáng nào trong hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp? Cùng với đó là những khó khăn, thách thức nào cần khắc phục để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế Hưng Yên năm 2023? Câu trả lời sẽ có trong mục Chuyện từ Phú Hiến của tạp chí Kinh tế Phú Hiến trong ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Dự án đường vành đai 4 qua địa phận tỉnh Hưng Yên có tổng chiều dài 19,3 km đã chính thức khởi công ngày 25 tháng 6 vừa qua. Quy mô đầu tư giai đoạn hoàn thiện đường vành đai 4 gồm 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên với sự chỉ đạo quyết liệt sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ dự án của người dân. Công tác giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên đã bảo đảm tiến độ. Công tác thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án thành phần 1.2, công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng các gói thầu thuộc dự án thành phần 2.2 đã hoàn thành. Theo báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh để lấy ý kiến góp ý, tỉnh dự kiến đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có 29 khu công nghiệp với diện tích hơn 9,2 nghìn ha và 43 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2,1 nghìn ha. Cùng với 15 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch, đến năm 2020 với diện tích hơn 3,8 nghìn ha, Hưng Yên sẽ mở rộng 2 khu công nghiệp với diện tích 307 ha, quy hoạch mới 14 khu công nghiệp với diện tích hơn 5 nghìn ha, phân bổ chủ yếu ở huyện Ân Thi, huyện Kim Động và thị xã Mỹ Hào. Không gian phát triển các khu công nghiệp được bố trí trên cơ sở phát huy hiệu quả hệ thống giao thông kết nối trong tỉnh, vùng và cả nước đã được quy hoạch và đầu tư. Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 6 năm 2023 ước đạt trên 128,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9.758 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,2% so với ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các tổ chức tín dụng đã triển khai đa dạng sản phẩm tiết kiệm với các mức lãi suất linh hoạt để tập trung thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, tăng nguồn vốn tự huy động, đáp ứng kịp thời vốn cho phát triển kinh tế địa phương. Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt trên 120,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9.865 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,9% so với ngày 31 tháng 12 năm 2022. Hiện nay, mặt bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng đang có xu hướng giảm. Từ đầu năm đến nay, Agribank đã 5 lần thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay. Lần gần đây nhất đã thực hiện giảm 0,5% lãi suất cho vay áp dụng với dư nợ trung dài hạn hiện hữu của khách hàng từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 9. Theo đó, ước tính có khoảng 2 triệu khách hàng đã được hỗ trợ với tổng số tiền giảm là hơn 1.000 tỷ đồng. Agribank cũng triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội áp dụng đến 30 tháng 6 cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và chủ đầu tư. Đối với khách hàng doanh nghiệp, từ ngày 15 tháng 3, Agribank triển khai chương trình tín dụng quy mô 100.000 tỷ đồng và 500 triệu đô la Mỹ, mức lãi suất cho vay Việt Nam đồng ưu đãi từ 5% trên năm, lãi suất cho vay đô la Mỹ từ 3% trên năm. Đồng thời, Agribank còn triển khai các gói tín dụng hàng nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Từ quý 4 năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp dệt kim gần như không có đơn hàng, tồn kho lớn, còn nhiều doanh nghiệp dệt may chỉ nhận được các đơn hàng nhỏ lẻ. Đại diện các doanh nghiệp dệt may cho biết, hiện giá cả đầu vào tăng, giá gia công lại giảm, đơn hàng cũng giảm từ 15-30% nếu cho công nhân nghỉ việc, đến khi có đơn hàng trở lại khó tuyển dụng, còn nếu giữ chân họ phải bù lỗ và cũng chưa biết bù đến khi nào. Theo nhiều dự báo, những khó khăn của doanh nghiệp dệt may có thể kéo dài đến hết năm 2025. Vì vậy, thời gian này, các doanh nghiệp đang tìm cách thích ứng để ổn định sản xuất và giữ chân người lao động. Chỉ tính trong 3 tháng đầu năm, giá thép phục vụ xây dựng đã tăng 7 lần. Đến quý 2, giá thép giảm nhưng vẫn ở mức cao. Cụ thể, thép thanh vằn D10 CB300 có giá từ 14.390 đồng trên kg đến 14.690 đồng trên kg. Dòng thép cuộn CB240 từ 14.220 đồng đến 14.490 đồng trên kg tùy từng thương hiệu. Giá xi măng vẫn giữ ở mức cao từ năm 2022 đến nay với giá từ 75 đến 94.000 đồng trên bao 50 kg. Riêng với cát xây dựng tiếp tục khan hàng và tăng giá, cát san lấp lên tới 180.000 đồng trên mét khối, cát xây hơn 200.000 đồng trên mét khối, cát bê tông loại 1 và loại 2 từ 320.000 đến 350.000 đồng trên mét khối. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, giá vật liệu xây dựng năm 2023 sẽ tiếp tục tăng 3,2% do tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào.
Hiện nay giá phân bón đã bắt đầu giảm đến 30 tới 50% tùy loại, mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Điều này giúp nông dân tích cực sản xuất trở lại sau quãng thời gian thua lỗ vì giá phân bón tăng phi mã. Cụ thể, phân NPK có giá khoảng 15.100 đồng đến 16.900 đồng 1 kg tùy theo thương hiệu, mức giảm tương ứng khoảng từ 10 tới 15%. Đáng chú ý là phân ure giảm khá mạnh với mức giảm từ 30% tới 50%. Hiện phân ure Phú Mỹ có giá từ 10.700 tới 11.700 đồng trên kg, ure Bắc Hà từ 10.700 tới 11.700 đồng trên kg, giảm từ 3.600 tới 4.000 đồng 1 kg so với hồi đầu năm. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, khó dự báo, kinh tế xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục đạt kết quả tích cực. Theo số liệu từ Cục Thống kê Hưng Yên, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 4 trong 11 tỉnh thành, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 7 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sản xuất công nghiệp và xây dựng đóng góp 4,47% vào mức tăng trưởng chung của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản tương đối ổn định, đóng góp 0,23%. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp đà phục hồi và phát triển, đóng góp 2,97% vào mức tăng trưởng chung. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 6,53%, tiếp tục là động lực tăng trưởng cho toàn ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, các ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý nước thải, rác thải cũng đóng góp vào bức tranh công nghiệp của tỉnh. Hoạt động xây dựng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh ước đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,65%. So với cùng kỳ năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 41,5 nghìn tỷ đồng, tăng 98,75%. Hoạt động kinh doanh bất động sản có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng của ngành dịch vụ khác, đạt 22,4 nghìn tỷ đồng, tăng 473,66%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,22%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng, đạt 70,22% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa 14 nghìn tỷ đồng, đạt 79,03% kế hoạch. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 41,84%. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 8,2 nghìn tỷ, tăng 210,29%. So với cùng kỳ năm 2022, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương ước đạt hơn 3,6 nghìn tỷ đồng, tăng 61,18% và đạt 30,22% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023, công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp là một trong những hoạt động có nhiều khởi sắc trong bức tranh kinh tế Hưng Yên. Lũy kế đến ngày 25 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 14.677 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 192 nghìn tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 799 doanh nghiệp, tăng 13,66% so với cùng kỳ năm trước. Với số vốn đăng ký hơn 17 nghìn tỷ đồng, tăng 72,68%. Từ đầu năm đến nay, Hưng Yên thu hút thêm 18 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới với số vốn đăng ký 230 triệu đô la Mỹ. Có 36 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 590 tỷ đồng và 105,5 triệu đô la Mỹ. Hầu hết các dự án mới tiếp nhận đều có quy mô vốn lớn, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của ngành công nghiệp và có khả năng tận dụng được lợi thế ngành nghề chung của địa phương. Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư của tỉnh tăng mạnh với nhiều đoàn doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đến tìm hiểu môi trường đầu tư như tập đoàn COT của Singapore, tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Các quốc gia có dự án vốn đầu tư chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhiều dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới được khởi động như khu công nghiệp số 5, cụm công nghiệp Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số hạn chế khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, việc huy động nguồn lực để phát triển kinh tế, công tác quy hoạch nguồn nhân lực. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, lãi suất cho vay còn ở mức cao, doanh nghiệp khó tiếp cận, thị trường bất động sản hồi phục chậm, tiến độ triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp còn chậm do một số nhà đầu tư năng lực hạn chế. Tiến độ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án và công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Công tác lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021-2025 còn chậm, một số khoản thu, sắc thuế đạt thấp, khó có khả năng hoàn thành dự toán.
nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm rất nặng nề, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế cần tập trung nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế Hưng Yên năm 2023. Thưa quý vị, ở các doanh nghiệp, việc tiết kiệm điện luôn là một bài toán khó với họ. Và ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm công ty cổ phần ABC Việt Nam đóng trên địa bàn xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, một đơn vị đi đầu trong việc thực hiện tiết kiệm điện, để nghe họ chia sẻ về những biện pháp tiết kiệm điện đã áp dụng cho hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, đứng ngay cạnh tôi đây là anh Lê Thế Huynh, trưởng phòng điều hành sản xuất của công ty cổ phần ABC, người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Lê Thế Huynh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên chương trình muốn dành cho anh đó là hiện nay thì công ty cổ phần ABC Việt Nam đã áp dụng những biện pháp gì để có thể tiết kiệm điện? Bước đầu tiên chúng tôi một rà soát lại tất cả các cái thiết bị nó không phù hợp trên nhà máy, lắp đặt các cái biến tần cho các cái động cơ công suất lớn, giảm các cái chi phí về điện năng tiêu thụ. Đây là biến tần của máy nghiền mịn cám cá. Chúng tôi cùng với công suất của máy nghiền là 250 kW, và đây là máy biến tần của máy ép đùn với công suất động cơ máy nghiền là 315 kW. Lắp đặt biến tần cho các cái động cơ thì chúng tôi sẽ giảm được cái sức tiêu thụ của điện năng của động cơ từ 40 đến 50%. Các cái phòng điều khiển chúng tôi cũng đã đặt biển báo về giờ cao điểm, giờ thấp điểm để nhắc nhở cho người vận hành biết cái giờ nào là giờ cao điểm, giờ nào là giờ thấp điểm để tính toán và vận hành máy. Chúng tôi sẽ dừng các cái máy công suất lớn vào cái thời điểm cái giờ cao điểm, hai cái khung giờ trong ngày. Còn là cái buổi trưa thì từ 9:30 cho đến 11:30, và buổi chiều từ 17:00 cho đến 20:00. Đấy, còn đấy là cái khung giờ cao điểm. Đây là hệ thống vận hành của dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi và tủ điều khiển. Thì nhìn vào đây thì chúng ta sẽ biết là cái máy nào đang chạy và máy nào đang dừng. Và qua đây thì chúng tôi cũng kiểm soát được cái vấn đề là giờ cao điểm thì chúng tôi muốn tắt cái máy nào thì chúng tôi sẽ kiểm soát được. Về chiếu sáng thì chúng tôi đã thay tất cả các bóng đèn LED, thay cho các bóng đèn sợi đốt. Về nhà xưởng, kho bãi thì chúng tôi cũng đã thay cả cái tấm chiếu sáng, thay các cái tấm tôn để chiếu sáng nhà xưởng. Về cán bộ công nhân viên thì cũng nâng cao cái ý thức là tắt khi không sử dụng, tiết kiệm các cái chi phí. Trên bộ phận văn phòng thì chúng tôi cũng đã quy định thì theo cái thời tiết mà nắng nóng thì trên văn phòng sẽ sử dụng điều hòa, còn thời tiết mát mẻ thì khuyến cáo cán bộ công nhân viên cũng sử dụng mặt trần. Khi ra khỏi phòng là bắt buộc phải tắt tất cả các cái thiết bị. Vậy thì việc tiết kiệm điện đã mang lại những lợi ích gì cho công ty thưa anh? Cái đầu tiên thì là chúng tôi sẽ giảm được chi phí tiền điện. Thì một tháng chúng tôi tiết kiệm được khoảng 35 đến 40 triệu đồng. Từ những cái này thì có những cái mức thưởng cho cán bộ công nhân viên, động viên khích lệ tinh thần của cán bộ công nhân viên, chắc chắn là thưởng sẽ có thưởng mà sẽ cao hơn. Về cái thứ hai thì đấy là cũng là nâng cao cái ý thức trách nhiệm trong mỗi người cán bộ công nhân viên trong công ty về cái tinh thần tiết kiệm chi phí cũng như tiết kiệm điện. Thưa anh Lê Thế Huynh, vậy thì trong thời gian tới công ty cổ phần ABC Việt Nam sẽ có hướng phát triển như thế nào để có thể thực hiện tối ưu hóa việc tiết kiệm điện? Chúng tôi tiếp tục rà soát tất cả các cái máy móc thiết bị mà không cần thiết thì chúng tôi sẽ cải tiến hoặc là thay thế để giảm cái công suất tiêu thụ điện. Cái thứ hai nữa là tiếp tục lắp đặt các cái biến tần cho các máy móc thiết bị động cơ sử dụng điện với công suất lớn, và tiếp tục rà soát hệ thống kho nhà xưởng để làm sao thông thoáng và có ánh sáng, đỡ phải là bật chiếu sáng. Chúng tôi luôn luôn nhắc nhở ý thức của cán bộ công nhân viên về cái việc tiết kiệm điện ở các cái buổi họp hàng tuần trên văn phòng cũng như tất cả các cái vị trí thì chúng tôi cũng đã đặt các cái biển chỉ dẫn, biển báo, và luôn luôn là nhắc nhở anh em cán bộ công nhân viên. Xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ. Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20:15 thứ bảy tuần sau.